Các bạn thân mến, như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa cái đề minh họa mà bộ mới công bố, đúng không ạ? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây rồi. Không biết là các bạn thì đã lên online để xem cái phần livestream ngày hôm nay chưa? Ok không nào? Nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chữa cái đề minh họa. Cái đề rất là hot, rất là mới mà chúng ta vừa nhận được vào tầm chiều tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chị sẽ chữa cùng với các bạn cái đề này. Chị hy vọng là với cái phần chữa ngày hôm nay của chị thì các bạn phần nào chị cũng sẽ cũng giúp cho các bạn định hình được cái việc là chúng ta cần phải ôn thi như thế nào. Ok không ạ? Nhiều bạn thì nói rằng là đề minh họa có quan trọng không hả chị? Tại vì em thấy là nhiều khi bộ cứ cho một đằng nhưng mà cuối cùng lại vào một nẻo. Nhưng mà thật ra chị nghĩ nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng bởi vì nó mang cái tính định hướng rất là cao. Được không nào? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau nhé. Chúng ta có cái đề minh họa. Năm 2020. Được không nào? Ok, xin chào Ngọc Nguyên. Ok, các bạn ơi, nhanh chóng tắt bạn bè của mình vào nhé. Để chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái buổi ngày hôm nay cùng chữa đề minh họa với nhau. Đợi chị một xíu để chị sẽ in cái đề này ra. Bởi vì vừa rồi thì vội quá chị chưa in được. Bây giờ các bạn đợi chị một chút để chị in cái đề này ra đã nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với nhau. Ok, xin chào các bạn. Ok, hôm nay chữa đề minh họa có khác. Các bạn kiểu thả tim nhiều quá, đúng không ạ? Các bạn thả tim nhiều quá và điều đấy cũng khiến cho chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Các em đã đọc cái đề minh họa chưa? Các bạn đã đọc đề minh họa chưa ạ? Các em đã đọc đề minh họa chưa? Các bạn đã đọc về đề minh họa chưa? Ok, xin chào Nguyễn Linh, xin chào Ân Ân. Các bạn đã đọc đề minh họa chưa nhở? Các bạn đã đọc về đề minh họa chưa? Rồi, hiện tại thì đã có khoảng 200 bạn đang xem phần livestream này rồi. Ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc, ok, xin chào Thanh Tùng, xin chào Ngọc Quyên. Bên cạnh cái việc là chị chữa các bạn, cho các bạn cái đề minh họa thì chị còn muốn là sẽ định hướng luôn cho các bạn, được không ạ? Chị sẽ định hướng luôn cho các bạn về việc là chúng ta sẽ cần phải học cái gì. Bởi vì chị nghĩ là cái việc này cũng rất là quan trọng, thực sự là rất quan trọng đấy. Thế nên là nếu như mà có một người bạn nào mà cũng đang học cùng các em thì các bạn có thể nhắn cho bạn ấy vào trong này để cùng chúng ta sẽ cùng chữa đề minh họa với nhau nhé. À, các bạn có thấy đề này dễ hay khó? Theo cái cảm nhận của các em ban đầu thì các bạn cảm thấy đề này dễ hay khó? Theo cảm nhận của các bạn ban đầu thì các bạn cảm thấy đề này dễ hay khó? Nói cho chị biết nhé. Các bạn cảm thấy đề này dễ hay khó? Theo cái cảm nhận ban đầu của các bạn thì đề này dễ hay khó? Các bạn ơi, đừng thả nhiều tim quá nhá, không nó sẽ bị lag đấy. Ok, xin chào Mỹ Linh, xin chào em. Nào các bạn ơi, theo cảm nhận của các em ấy thì cái đề này dễ hay là khó? Dễ hay khó? Ok, xin chào Trà My. Hiện tại đã có khoảng 350 bạn đang xem phần livestream này rồi. Bởi vì có thể là ngày hôm nay số lượng người vào xem sẽ rất là đông. Thế nên là các bạn có một số những cái lưu ý dành cho các bạn, đó là các em hạn chế cái việc thả tim giúp chị nhá. Không thì nó sẽ bị lag. Chúng ta sẽ chỉ tương tác với nhau bằng cái cách là chúng ta trò chuyện như thế này. Và chị sẽ gọi tên các bạn, ok chưa nào? Còn các bạn lưu ý giúp cho chị là không thả nhiều tim. Bởi vì như thế sẽ bị lag và chúng ta sẽ không... ok, thấy cũng ổn đúng không? Nó sẽ bị lag và chúng ta sẽ không khó mà có thể chữa với nhau được. Rồi, nếu như mà năm nay mà đề ấy ra về cơ bản là như vậy thì các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ được tầm mấy điểm? Tầm mấy trên 10 điểm? Các bạn nghĩ là các bạn sẽ được mấy điểm? Nào. Và chị sẽ hỏi các bạn luôn nhá, là với cái đề minh họa mà bộ cho như vậy thì các bạn đoán là năm nay ấy tác phẩm nào sẽ vào? Tức là bộ sẽ có thể cho chúng ta vào cái tác phẩm nào? Theo các bạn, chị không hiểu tại sao nhưng mà chị đang cố gắng muốn in cái đề ra mà máy tính Facebook rất là lag luôn ấy. Chị không thể nào mà mở được để chị in được. Các bạn đợi, cố gắng đợi chị một khoảng tầm 1-2 phút nhá. Trong lúc đấy thì chị sẽ trò chuyện cùng với các bạn. Ok không? Chị không hiểu tại sao luôn, thực sự luôn. Các em có thấy là dạo này mình vào bằng lag, mọi thứ nó rất là lag không? Ok.
Sản tổng được 5 thôi á. 5 thì các bạn thi 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 để vui à? Đúng không? Các em mà được 5 thì các bạn thi để vui à? Hả? Các bạn thi để vui hay sao? À, ok, em dự đoán là sóng à. Ừ, nào rồi. À, các bạn ở đây chị sẽ khái quát cho các em một chút xíu cái này để các em có thể định hình được này. Rõ ràng là ở hiện tại chúng ta đang có hai phe. Thứ nhất là văn xuôi. Và thứ hai là thơ. Với cái chương trình giảm tải của năm nay ấy, thì rõ ràng là các bạn sẽ cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì có những cái tác phẩm chúng ta gọi là bộ chỉ khuyến khích học thôi. Còn lại là chúng ta sẽ không cần phải quá quan trọng vào những cái tác phẩm đấy. Thì chị nghĩ đó là cũng là một cái lợi thế dành cho các bạn rồi. Phải không ạ? Đó là một cái lợi thế dành cho các bạn rồi. Thì chúng ta thấy văn xuôi này, chúng ta có vợ chồng A Phủ, vợ nhặt, chiếc thuyền ngoài xa. Đúng không? Người lái đò sông Đà. Chị sẽ định hướng luôn cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng với nhau định hướng cái này luôn. Ok chưa nào? À, gì nữa nhở? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đúng không? Gì nữa? Rừng Xà Nu. Và hồn chương ba. Ra hàng thịt. Ok không ạ? Đây là những cái tác phẩm chính trong chương trình ngữ văn lớp 12. Ok chưa nào? Và các bạn thấy là dù như thế nào thì cái trọng tâm chương trình của chúng mình thi vẫn là chương trình ngữ văn lớp 12. Và ngày hôm nay khi mà bộ ra đề minh họa thì thêm một lần nữa càng khẳng định là khả năng phần trăm cao nhất có thể xảy ra đó là sẽ vào một tác phẩm nằm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Ok chưa ạ? Các bạn đồng ý với chị việc đấy không ạ? Thì chúng ta có thể thấy này. Thứ nhất là vợ chồng A Phủ là đã vào đề thi thử rồi. Đề minh họa hôm nay một lát nữa chị sẽ chữa với các bạn rồi. Ok chưa? Chúng ta có vợ nhặt này. Chiếc thuyền ngoài xa mới thi năm trước rồi. Thi năm 2017-2018 rồi. Đúng không? Hồn chương ba ra hàng thịt. Hai cái tác phẩm này là hai cái tác phẩm khuyến khích học và cái khả năng vào cũng rất là thấp. Đúng chưa nào? Tiếp tục này. Ai đã đặt tên cho dòng sông thì đã thi rồi. Vừa năm trước 2018-2019. Phải không ạ? Mà cái này thì ra rồi. Vậy thì các bạn nhìn qua ở đây, nếu như mà các bạn nhìn qua thôi là các bạn cũng đã đoán được là năm nay chúng ta nên học trọng tâm những tác phẩm nào rồi. Thật ra mà nói ấy, là bây giờ thì cái cách ra đề của bộ nó cũng khác. Tức là không phải là cứ đan xen cứ một thơ một văn xuôi nữa, mà đôi khi là gọi là tất cả, nhưng mà người ta sẽ gọi là bốc thăm để lựa chọn một đề. Thế nên cái khả năng mà vào tác phẩm nào thì chúng ta cũng rất khó để có thể lường trước. Chính vì vậy mà có nhiều trường hợp là năm trước và đã tên dòng sông thì năm sau cũng có thể vào, nhưng mà nó sẽ ở một cái khía cạnh khác, hiểu chị không nào? Nhưng nói chung là cái khả năng đó là rất thấp. Ok chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chỉ còn lại một là vợ chồng A Phủ, hai là vợ nhặt, ba là người lái đò sông Đà. Đúng không? Ít nhất là chúng ta đang cảm thấy là ba cái này là ba cái mà chúng ta cần phải rất là trọng tâm. Được không nào? Nhá. Tiếp tục này. Các bạn sẽ thấy thơ ở đây. Không hiểu tại sao nhưng chị vẫn có cảm giác là năm nay cái khả năng vào thơ nó sẽ cao hơn. Thật sự là như vậy. Đấy, chị cũng không hiểu tại sao nhưng chị cảm giác là như vậy. Thì ở đây trong cái phần thơ này này, chúng ta sẽ có này. Thứ nhất, đó là Việt Bắc của Tố Hữu. Ok chưa? Tiếp tục này. Tây Tiến của Quang Dũng. Được chưa? Và sọc đất nước, trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Ok chưa nào? Và sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ok chưa ạ? Phải không nào? Ok chưa? Đúng chưa? Chỉ có như vậy thôi đúng không? Phải không các bạn? Đúng không nào? Thì chúng ta có thể thấy một điều là gì? Chúng ta có thể thấy một điều là thơ thì nếu mà gần đây nhất ấy, phải không ạ? Rồi, thì chúng ta đã thi vào trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Vậy thì Việt Bắc, Tây Tiến và Sóng là ba cái tác phẩm quan trọng như nhau.
Ok chưa? Không không, đây không phải do xổ số đâu nhá. Đây là chị chỉ đang phân tích cho các bạn những cái đề thi của năm trước thôi, chứ không phải là do xổ số nhá Hậu ơi. Đấy. Đấy, nên vấn đề nằm ở chỗ là gì? Là chị đã nói với các bạn rồi. Đôi khi là mình suy luận như vậy, nhưng mà thực chất là bộ lại không làm như vậy. Mà đôi khi là đề ở đây là tất cả ra một cái bộ đề, một cái bộ đề khoảng 20 đề hay 50 đề chẳng hạn, và lựa chọn một cái đề trong số những cái đấy, thế nên suy ra là nó chỉ là hên xui thôi. Chúng ta cũng không biết rõ được là liệu có phải là như thế không. Đấy. Thế nên là dù như thế nào thì một trong những cái mà chị vẫn khuyên các bạn đấy là quan trọng nhất là gì? Là không nên học tủ, mà chúng ta hãy tập trung ôn đi. Được không? Chúng ta hãy tập trung ôn đi, chứ đừng học tủ. Ok chưa ạ? Đấy là ở đây chị list ra với các bạn như vậy thôi. À, chúng ta vẫn còn một cái nữa chị bị sót mất, đó là tuyên ngôn độc lập. Đúng không? Thì cái khả năng vào tác phẩm này cũng khá là thấp, thật sự là như vậy. Cái khả năng... Đúng rồi, bởi vì là cái khả năng vào cũng khá là thấp. Đấy, thế nên là dựa vào những cái mà chị list ra cho đây, ở đây với các bạn, thì chị muốn nói với các bạn là gì ạ? Chị muốn nói với các bạn là chị không khuyên các bạn là các em sẽ học tủ bất cứ một tác phẩm nào, bởi vì học tủ rất là nguy hiểm, có thể đẩy các bạn vào một cái con đường mà các bạn sau này sẽ rất hối hận. Nên chị chỉ mong là gì? Chị chỉ mong là bản thân các bạn ấy, à còn cái đàn guitar của Loka và tuyên ngôn độc lập thì các bạn ở trường giáo dục thường xuyên các bạn ấy bị, các bạn đấy được giảm tải cái đấy, thế nên là chúng ta cũng sẽ gọi là cái khả năng vào nó sẽ rất là thấp. Ok chưa? Nhá. Đấy, thế nên là nói chung là chúng ta nên tập trung ôn. Ok không ạ? Chúng ta nên tập trung ôn thay vì việc là chúng ta cứ học tủ một cái nào đấy. Ok chưa? Quan trọng nhất vẫn là chúng ta cần phải tập trung ôn, và chị muốn là các bạn sẽ đạt được cái sự tập trung cần thiết trong cái quá trình mà các bạn ôn. Ok không nào? Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia. Ok chưa nào? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chữa đề nhé. Chị không hiểu tại sao mà chị không loát được để chị in ra. Đợi chị xíu. Mệt mỏi ghê nhở? Đợi chị nhá. Không thể nào mà vào được Facebook luôn ấy. Rồi. À, các bạn ơi, giúp cho chị share phần livestream này nhá, để chị sẽ cùng bắt đầu chữa cái đề minh họa cùng với các bạn. Đáng lẽ là chị phải in từ sớm mới phải, nhưng mà không hiểu tại sao mà không thể nào vào được Facebook. Chán thật sự luôn đấy. Chị cảm thấy là nhiều khi rất là bức bối về cái wifi luôn. Không biết là wifi hay là do Facebook bị làm sao nữa mà chị không thể nào chị vào được á. Rồi các bạn ơi, cố gắng đợi chị một xíu nhá, chắc là chỉ tầm 1-2 phút thôi. Chị đã bắt đầu thấy nó loát được rồi. Đây để chị muốn là chị in cái đề đấy ra. In đề đấy ra thì chúng ta sẽ làm được rõ ràng hơn. Các em có câu hỏi gì muốn đặt cho chị trước khi mà chị chữa đề không? Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì muốn đặt cho chị thì hãy để lại câu hỏi ở đây luôn giúp chị nhá. Ok không nào? Ok chưa? Muốn in ra thôi mà cũng khó thế không biết. Đây lại là ảnh cơ, không có file. Ok ok, chị in được rồi đây. Đây rồi, được rồi, để chị in nhá. Khoảng tầm 1 phút thôi, chị sẽ quay lại ngay lập tức, được không? Chị muốn in cái này ra. Ok các bạn ơi, chị đã có đề rồi đây. Ngay lập tức có đề rồi đây. Ok chưa nhỉ? Chị đã có đề rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này nhá. Nhanh mà đúng không? Cuối cùng thì cũng đã loát được để in cái đề này ra. Đây, đây chính là đề, đây chính là đề minh họa của chúng ta. Các em có thể thấy là bây giờ thì chúng ta có thể thấy một điều là bây giờ thì có vẻ như là
có vẻ như là cái đề minh họa và đặc biệt là cái câu nghị luận xã hội đấy, như chị vẫn nói, điều quan trọng nhất là gì ạ? Điều quan trọng nhất là chúng ta thấy là vẫn là một cái mà chúng ta, những cái vấn đề rất là cập nhật và rất là liên quan ở thời điểm hiện tại. Chị đã đọc cái câu đọc hiểu nghị luận xã hội và cả câu nghị luận văn học, thì chị cảm thấy là cái câu về phần đọc hiểu và về phần nghị luận xã hội rất là hay, đúng không? Rất là hay. Hiện tại bây giờ, đặc biệt là ở hiện thực cuộc sống hiện tại, thì các bạn có thể liên hệ với rất nhiều thứ để các bạn viết, và đây là một cái đề mở, đúng không nào? Và còn đâu cái câu nghị luận văn học ấy, về nhân vật mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài ở trong Đêm mùa xuân ở Hồng Ngài, thì chị nghĩ đây là cái đề quá dễ rồi. Thật sự đây là một cái đề dễ chứ không phải là khó. Ok không nào? Nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này nhá. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng đọc cái này trước. Mọi năm có đoạn văn trong phần nghị luận văn học, năm nay không có chị ơi. Ừ đúng rồi, cái phần này thì làm sao mà phải cần phải có đoạn văn hả em? Hỏi về Đêm tình mùa xuân thì trích ra đoạn văn dài lắm, đúng không? Nhưng mà nói chung đây là một cái đề dễ, bây chị sẽ chữa để các bạn thấy nó dễ như thế nào này. Nhìn này, trước tiên câu đọc hiểu này, đọc hiểu, đọc đoạn trích. Thế nào là anh hùng? Theo tôi, anh hùng là người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh dù là khó khăn nhất, là một cá nhân hành động không vị kỷ và luôn đòi hỏi bản thân mình phải tốt hơn so với mức kỳ vọng của mọi người, là người xem thường nghịch cảnh để kiên quyết thực hiện điều mình tin tưởng mà không hề sợ hãi. Anh hùng là người muốn cống hiến, sẵn sàng trở thành hình mẫu và sống thật với niềm tin xác quyết của mình. Anh hùng luôn xây dựng chiến lược để đảm bảo đạt được kết quả và theo đuổi đến khi thành quả mong muốn trở thành hiện thực. Họ sẵn sàng thay đổi phương pháp nếu cần và hiểu được tầm quan trọng của những hành động nhỏ. Anh hùng không phải là mỗi người hoàn hảo, vì chẳng có ai hoàn hảo. Chúng ta đều mắc sai lầm, nhưng điều đó không phủ nhận những cống hiến của chúng ta trong đời. À, đây là trích từ Đánh thức con người phi thường trong bạn, được không nào? Rồi, đấy, trong một cái cuốn sách, ok chưa? Và ở đây chúng ta nhìn này, các bạn ơi, cái phần trước mà các em chưa xem được ấy, thì các bạn sẽ lưu ý lại giúp cho chị nhá. Ok không nào? Các em sẽ lưu ý giúp cho chị là các bạn sẽ xem lại giúp chị nhá. Rồi các bạn nhìn này, câu 1, chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng cho đoạn trích. Câu này dường như là cho điểm, đúng không ạ? Chị nghĩ là nếu như mà để chia cái điểm của câu này thì câu này sẽ được 0,5 này. Câu này sẽ được 0,5 này. Câu này sẽ được 1 này. Và câu này sẽ được 1. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta có câu hỏi đầu tiên là cái câu hỏi cho điểm luôn. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Các bạn ơi, nào, phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích này là gì hả các bạn? Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích này là gì nhỉ các bạn nhỉ? Phương thức biểu đạt chính được sử dụng là gì? Nào, câu 1 nhá. Đọc hiểu. Câu 1. Phương thức biểu đạt chính là gì nhỉ? À, là gì hả các bạn? Là gì nhỉ các bạn nhỉ? Là gì nào? À, chính xác, đó là nghị luận. Đúng không nào? Đó là nghị luận. Tại sao lại là nghị luận? Tại sao lại là nghị luận? Cho chị một vài cái giải thích nào. Ok, đợi chị một chút nhá. Chị đợi chị một phút thôi. Đợi chị một phút.
chị chút xíu. Rồi rồi, à, chúng ta thấy ở đây là gì nhỉ? À, chúng ta có ở đây chính là nghị luận, đúng không? Và nếu như mà các bạn làm đúng cái này thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ được 0,5 điểm. Ok chưa nào? 0,5 điểm nhá. Được không? Rồi, câu 2 nào. Câu 2. Tại sao mà cái câu này lại có cái phương thức biểu đạt chính là nghị luận? Chúng ta có thể thấy được rằng là bởi vì cái câu này nó nói về một cái quan điểm, đúng không ạ? Nói về một cái quan điểm rất là cụ thể, đúng không? Và bởi vì là nó nói về cái quan điểm cụ thể như vậy, nó có gì ạ? Nó có luận điểm, nó có ý kiến. Thế nên là đây sẽ thuộc phương thức biểu đạt chính của nó sẽ là nghị luận. Ok chưa? Nhá. Chính xác là nghị luận. Được không nào? Rồi, thì đấy là câu số 1. Chúng ta có câu số 2 này. Trong đoạn trích, tác giả cho rằng anh Hùng là người có thái độ như thế nào trước khó khăn nghịch cảnh? Trong đoạn trích, tác giả cho rằng anh Hùng là người có thái độ như thế nào trước khó khăn nghịch cảnh? Các bạn ơi, tự nhiên chị cảm thấy cái đề này rất là quen nhá. Hình như là chị đã từng chữa cho các bạn một lần rồi thì phải. Thật sự luôn đấy, tại sao chị lại cảm thấy cái đề này quen thế nhở? Chị không hiểu tại sao như chị lại có cái cảm giác cái đề này rất là quen. Không biết là chị đã chữa cho các bạn lần nào chưa? Văn là từ trong trái tim của mỗi người yêu văn chương lớn. Không biết là chị đã làm cho các bạn cái đề này bao giờ chưa nhở? Tại vì chị thấy nó rất là quen. Các em không nhìn thấy gì à? À, ok. Rồi, chúng ta thấy này. Cái câu số 2 ở đây. Câu số 2 ở đây, chúng ta có thể thấy tác giả cho rằng anh Hùng là người có thái độ như thế nào. Đây là cái câu mà chúng ta sẽ lấy cái ngữ liệu. Được không nào? Ngữ liệu trong văn bản này luôn. Ờ, hình như là chị đã từng chữa cho các bạn câu này rồi. Khẳng định là như vậy luôn. Chị đã từng chữa cho các bạn cái câu này rồi. Hình như là trong đề thi thử thì phải. Nếu mà chị nhớ không nhầm thì hình như trong cái đề thi thử chị cho ở trong lớp online là chính xác có cái câu này rồi. Hình như là như vậy nếu mà không nhầm. Rồi nhá, thì ở đây chúng ta thấy này. Trong đoạn trích tác giả cho rằng anh Hùng là người có thái độ như thế nào? À, chúng ta thấy này. Trong đây là cái phần mà chúng ta có thể lấy ở trong văn bản luôn. Đúng không ạ? Và ở trong văn bản này chúng ta có thể thấy này. Anh Hùng là người can đảm. Được không ạ? Là người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh dù là khó khăn nhất. Được không nào? Chúng ta thấy rằng là đây là cái phần mà chúng ta có thể lấy ở trong văn bản. Ok chưa? Và các bạn có thể thấy một điều rằng là bởi vì là lấy ở trong văn bản thế nên cái cách trả lời của chúng ta rất là đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ trả lời luôn là à, trong đoạn trích. Ok chưa? Tác giả cho rằng anh Hùng là người có thái độ. Được không? À, nếu như mà thi mà vào đề này thì dễ à? Nếu mà vào đề này thì lại thuận lợi quá, bởi vì đây là một cái đề đọc hiểu mà không gọi là quá thách thức đối với các bạn. Đúng không? Chính xác là như vậy, nó không quá thách thức đối với các bạn. Ok chưa? Thì cái phần này các em sẽ lấy ở trên này luôn nhá. Được không nào? Anh Hùng là một người can đảm cống hiến trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất. Ok chưa? Là một cá nhân hành động không vị kỷ và luôn đòi hỏi bản thân phải tốt hơn so với mức kỳ vọng của người khác. Là người xem thường nghịch cảnh để kiên quyết thực hiện điều mình tin tưởng mà không hề sợ hãi. Ok chưa ạ? Nhá. Được chưa? Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục này. Đấy là trong khó khăn và nghịch cảnh. Được không nào? Tiếp tục này, câu số 3. Anh chị hiểu như thế nào về câu anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo? Nào,
Các bạn hiểu thế nào về câu này, câu số 3? Nếu như mà các bạn làm đúng hai cái câu trên là cái câu cho điểm luôn đấy, là chúng ta tiếp tục được thêm 0,5 điểm nữa. Ok chưa nào? Nói chung là đây là cái phần mà người ta cho điểm các bạn luôn. Thì đây chúng ta có câu số 3 này. Anh chị hiểu thế nào về câu anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo? Nào các bạn hiểu như thế nào về câu này? Các bạn hiểu như thế nào về câu này? Các bạn ơi đợi một chút xíu nhá, đợi một chút xíu chị sẽ hướng dẫn các cái bạn, chị sẽ hướng dẫn các bạn nộp cái bài nghị luận xã hội sau, bởi vì hiện tại là chị Hiên đang có một cái chiến dịch 7 ngày học văn đúng không? 7 ngày học nghị luận xã hội thật là giỏi. Thế nên là chị sẽ hướng dẫn cái đấy sau. Bây giờ chúng ta đang chữa đề minh họa và các bạn sẽ tập trung vào cái này giúp cho chị. Ok chưa nào? Ok, cảm ơn Mai Vi rất nhiều nhá. Cảm ơn các em. Bây giờ chị đang muốn hỏi các bạn là câu số 3 chúng ta có đây là anh chị hiểu như thế nào về câu anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo, vì chẳng có ai hoàn hảo. Nào các bạn hiểu như thế này, các bạn hiểu như thế nào về câu này ạ? Yên tâm, một lát nữa chị sẽ có cái file đáp án gửi cho các bạn, nhưng mà các bạn không cần phải quá băn khoăn về cái đấy nhá. Các em không cần phải quá băn khoăn về cái này. Một lát nữa chị sẽ có phần file đáp án gửi cho các bạn luôn, chỉ cần các bạn vào và lấy thôi. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Nào các bạn ơi, nào câu số 3 nào. Anh chị hiểu như thế nào về câu anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo? Nào, chị nghĩ đây là một cái đề văn khá là hay. Các bạn hiểu như thế nào về câu này? Các bạn hiểu như thế nào về câu này? Ok ok, chị biết là các em xem được rồi. Nào chúng ta đang chữa đề mà. Rồi chị đã thấy ý kiến của các bạn. Có tài năng dụng khí hơn người thường, làm được việc nhiều người ca tụng. Ok. Con người không ai là hoàn hảo cả, mỗi người sẽ có được ưu và nhược điểm của chính mình. Rồi chị đã thấy là các bạn, nếu như mà các em mà đi thi mà trả lời như vậy là các bạn đã có điểm rồi đây, được không ạ? Anh Hùng cũng là người bình thường như mỗi chúng ta, cũng có sai lầm. Ok ok, một lát nữa chị sẽ up. Rồi ok, chị nhìn thấy câu trả lời của Ngọc Minh này. Anh Hùng cũng là người bình thường như bao người, chỉ khác là họ có tự can đảm trước khó khăn, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân mình để giúp đỡ cho mọi người. Anh Hùng không phải là người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Chúng ta đều biết rằng là bản thân mỗi con người sinh ra trong cuộc đời thì chẳng có ai là hoàn hảo cả, đúng không ạ? Chúng ta đều có những cái khiếm khuyết và có những cái mặt chưa được hoàn thiện, đúng không? Phải không nào? Chính vì thế, anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo. Theo cái cách mà chúng ta hiểu cái từ hoàn hảo, tức là họ có tất cả những cái ưu điểm mà không có bất cứ một khuyết điểm nào. Bởi vì suy cho cùng thì dẫu cho có là anh Hùng thì họ cũng chỉ là một người bình thường thôi, đúng không ạ? Chính xác, bởi vì mọi người trên đời không ai là hoàn hảo cả. Có những mặt tích cực và tiêu cực khác nhau, thật ra không phải là mặt tích cực và tiêu cực khác nhau, mà là gì nhở? Mà là họ có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm khác nhau mà thôi. Đúng chưa? Nhá. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu câu này. Anh Hùng không phải là mẫu người hoàn hảo vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Chúng ta phải hiểu hai cái, đây là từ gì ạ? À, hoàn hảo này là cái từ hoàn hảo được hiểu trên ý nghĩa gì nhở? Là một con người có những cái gì? Có những cái ưu điểm. Tất cả đều là ưu điểm, đúng không? Nhưng thực tế là gì? Thực tế là họ cũng chỉ là con người bình thường. Và chính vì việc họ là những con người bình thường, thế nên họ cũng sẽ có những cái ưu điểm, bên cạnh đó là những cái khuyết điểm, đúng không nào? Vì suy cho cùng thì họ sẽ khác với những người bình thường là họ có cái sự can đảm, đúng không? Họ có cái lòng quyết tâm, họ có cái gì ạ? Dám nghĩ, dám làm, dám lăn giả. Ok chưa nào?
nhá. Thì đấy là cái câu này, được không ạ? Câu này là như vậy. Ok chưa? Rồi tiếp tục này, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Đó chính là câu số 4. Anh chị có đồng tình với quan niệm chúng ta đều mắc sai lầm nhưng điều đó không phủ nhận những cống hiến của chúng ta trong đời? Vì sao? Các bạn nhìn này, chúng ta đều mắc sai lầm nhưng điều đó không phủ nhận những cống hiến của chúng ta trong đời, vì sao? Đó, câu này là dạng câu hỏi đồng ý hoặc không đồng ý, yes or no, đúng không? Thì ở đây cái mà chị muốn các bạn trả lời là, một là các em nói là các em đồng ý, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là không đồng ý. Ok chưa? Ok chưa nào? Rồi nhá, ở cái câu 3 này ấy, các bạn có thể hiểu cái câu này là, thứ nhất, anh Hùng, đúng không, vốn dĩ là những người bình thường. Là những người bình thường. Được chưa? Họ có những ưu điểm. Và có cả những khuyết điểm. Có cả những ưu điểm và có cả những khuyết điểm. Ok chưa nào? Và ý thứ hai, chúng ta có thể thấy ở đây, đó là câu này còn mang ý nghĩa là mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành anh hùng. Bởi vì vốn dĩ anh hùng là những người bình thường chứ không phải là những người hoàn hảo. Họ cũng có những cái ưu điểm, cũng có những cả những khuyết điểm, được không ạ? Và đó là lý do tại sao mà chúng ta khẳng định là mỗi người trong chúng ta thì đều có khả năng, có cơ hội, đúng không ạ? Để có thể trở thành anh hùng. Ok chưa? Rồi tiếp tục này, câu số 4. Thì ở đây các bạn có thể trả lời đồng tình hoặc là không đồng tình. Được không ạ? Có thể trả lời đồng tình hoặc không đồng tình, chỉ cần các bạn lý giải hợp lý. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta có cái câu hỏi đó là gì ạ? Anh chị có đồng tình với quan niệm chúng ta đều mắc sai lầm nhưng điều đó không phủ nhận những cống hiến của chúng ta trong đời, vì sao? À thì chị nghĩ là đây là một cái câu rất là hay, phải không ạ? Mà các bạn có thể thoải mái đưa ra cái quan điểm của mình. Các bạn có thể trả lời là đồng tình hoặc không đồng tình đều được, được không ạ? Có thể trả lời đồng tình hoặc không đồng tình đều được. Nhưng nếu đặt trường hợp là chị thì chị sẽ đồng tình nhá. Chị sẽ trả lời là đồng tình. Ok chưa? Nếu là chị thì chị sẽ trả lời đồng tình. Thế nên là không biết là ý các bạn là như thế nào, nhưng chị sẽ trả lời đồng tình. Bởi vì bản thân chị thì nghĩ rằng là bản thân mỗi người khi mà có những cái cống hiến đối với xã hội, đối với cuộc đời, thì các bạn chắc chắn là sẽ từng phải gặp sai lầm, đúng không? Các bạn sẽ phải gặp sai lầm, đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu như mà các bạn bị khuỵu ngã ở cái sai lầm đó thì nó mới là cái việc đáng xấu hổ. Nhưng mà nếu như các bạn có thể đi lên từ những cái sai lầm đó và tiếp tục cống hiến, tiếp tục nỗ lực và đạt được những cái thành tựu, thì những cái thành tựu của các bạn mới là điều đáng để trân trọng. Và đôi khi chính những cái sai lầm của các bạn cũng là cái điều mà bản thân họ nhìn vào và chúng ta cũng cảm thấy rất là trân trọng về cái điều đấy. Ok không nào? Thế nên chị, nếu bản thân là chị thì chị sẽ đồng tình với cái này. Ok không ạ? Còn các bạn cũng có thể trả lời là không đồng tình, đúng không? Được không? Tùy thuộc vào các bạn. Ở đây chị thấy bạn Bảo Trân cũng đã đưa ra cái ý kiến của mình khá là hay, các em có thể tham khảo nhá. Rồi, thì đấy là câu 4 cái câu trong phần đọc hiểu. Chị nghĩ là với cái phần này ấy, các bạn sẽ rất khó bị nhầm ở cái nào. Cùng lắm là cái câu này này. Câu số 3 sẽ là cái câu hỏi mà khiến cho các bạn hơi bị lấn cấn một chút xíu. Còn các bạn hoàn toàn có thể là hoàn thành cái câu này rất là tốt. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần câu 1 ở trong phần làm văn như sau. Đây là câu nghị luận xã hội, được không ạ? Câu nghị luận xã hội nhé.
Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh chị về những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường. Ok. Rồi, được không ạ? Theo các bạn thì các bạn sẽ làm câu này như thế nào? Các bạn sẽ viết về cái gì ạ? Những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường. Chị nghĩ là đang trong cái tình trạng mà dịch bệnh Corona Covid-19 đang hoành hành thì đây là một cái đề bài phù hợp hơn bao giờ hết. Đúng không? Bởi vì chúng ta có thể thấy là trong một cái hoàn cảnh dịch bệnh vô cùng là căng thẳng và nguy hiểm thì chúng ta lại bắt gặp những cái tấm lòng nhân ái. Phải không ạ? Chúng ta lại bắt gặp được những cái hành động, những cái nghĩa cử rất là cao đẹp, những hành động rất là cao đẹp. Và đối với mọi người, đó chỉ là một cái hành động rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với bản thân của rất nhiều người Việt Nam thì đó lại là một cái hành động rất là phi thường. Ok không ạ? Chúng ta có thể lấy, chị nghĩ là ở cái câu này thì chúng ta sẽ làm theo cái bố cục như sau. Câu 1. Trước tiên mở đoạn. Tất nhiên rồi, các em sẽ giới thiệu vấn đề. Ok chưa? Chúng ta sẽ giới thiệu vấn đề và vấn đề của chúng ta ở đây đó chính là những hành động nhỏ. Làm nên người anh hùng giữa đời thường. Ok chưa nào? Đây sẽ là cái mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ đây. Đây sẽ là cái mà chúng ta cần phải viết đây. Ok chưa? Nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái gì để các bạn viết? Bởi vì bản thân của chị thì chị rất là quan trọng trong cái việc định hướng. Khi mà chúng ta nhìn thấy đề cái ấy, là chúng ta sẽ phải có một cái sự định hướng cho bài viết của mình, xem là chúng ta định viết cái gì ở đây. Thì chị muốn hỏi các bạn là nếu mà là các bạn ấy, thì các em sẽ định hướng viết cái bài này như thế nào? Nếu là các em thì các em sẽ định hướng viết cái bài này như thế nào? Đây không phải là một cái bài khó, thậm chí là nó còn có rất là nhiều những cái đất viết cho chúng ta, chứ không phải là bài khó. Theo các bạn thì các bạn định hướng như thế nào? Thoải mái trao đổi cùng với chị nhá. Nào các bạn ơi, theo các bạn thì các bạn sẽ viết về cái gì? Theo các bạn thì các bạn sẽ viết về cái gì? Rồi, mở đoạn giới thiệu vấn đề. Đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu này. Những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường. À rồi, ok. Corona chị ơi, Tổng Vân Hợp đầu tiên sẽ giải thích và định nghĩa về hành động nhỏ. Tình trạng dịch bệnh như hiện nay ạ. Giải thích anh hùng là gì? Thì nữa. Ok. Rồi, có nghĩa là các bạn sẽ giải thích cái ý này, cái mệnh đề này đúng không? Phải không nào? À, giải thích cái mệnh đề này. Trước tiên là các bạn sẽ giải thích những hành động nhỏ là gì này. Đúng không? Cái thứ hai là người anh hùng là gì này. Đúng không? Các bạn sẽ giải thích cái đấy và các bạn sẽ suy ra một cái thông điệp. Đúng chưa? Các bạn sẽ suy ra một cái thông điệp về gì ạ? À, đôi khi là để trở thành anh hùng không phải là bạn phải làm một cái điều gì đấy thật là lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ những hành động vô cùng nhỏ của bạn. Đó cũng có thể là gì ạ? À, đó đã là những cái hành động rất là đáng trân quý và khiến cho bạn có thể trở thành... Đây đúng rồi, anh hùng không cần phải có siêu năng lực, đúng không? Không cần phải có siêu năng lực mà là người bình thường có những cái đóng góp cho cuộc đời. Đúng không ạ? Rồi, anh hùng. Không phải là người có siêu năng lực đúng không ạ? Là người có siêu năng lực
mà là người bình thường. Đúng rồi. Đúng không ạ? Mà là người bình thường. Làm những công việc bình thường. Làm những việc đóng góp cho đời. Được không nào? Chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể viết theo kiểu là gì? Trong những bộ phim hoạt hình, trong những câu chuyện mà tôi được nghe về người anh hùng, tôi hay hình dung ra đó là một người mang tới, đó là một người có siêu năng lực và có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần và giải quyết tất cả những vấn đề của bạn. Thế nhưng lớn lên, sau này tôi mới hiểu, thật ra những hành động nhỏ cũng làm nên người anh hùng giữa đời thường. Ok chưa? Ví dụ là như vậy, được không nào? Nhá, sau đó thì các bạn sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ phân tích. Ok chưa? Chúng ta sẽ phân tích tại sao những hành động nhỏ lại làm nên người anh hùng giữa đời thường. Ok không ạ? Và những cái hành động như vậy sẽ có cái giá trị như thế nào đối với con người để khẳng định thêm những cái đấy. Chúng ta sẽ phân tích những cái khía cạnh khác nhau. Ok chưa? Được không nào? Sau đó thì các bạn sẽ đưa ra dẫn chứng. Chị nghĩ trong cái bài này thì cái phần dẫn chứng này là cái phần rất trọng tâm này. Được không? Là cái phần trọng tâm này. Được không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể lấy những cái hình ảnh này. Tại sao có những người anh hùng này? Trước tiên này, một em bé phát khẩu trang miễn phí đấy. Đúng không? Chúng ta chỉ cần viết về cái mùa dịch này thôi, đã có quá nhiều thứ để viết rồi. Tiếp tục này, chiến sĩ công an. Đúng không? Các chốt ở khu vực cách ly. Đúng không? Các chú bộ đội nhường chỗ ngủ của mình. Cho người đến cách ly đúng không? Cho những người đến cách ly đúng không? Và thêm một cái nữa, đó là các bác sĩ, là những người nơi chiến tuyến ấy. Phải không ạ? Đang chiến đấu không mệt mỏi, làm việc 24 đúng không ạ? Làm việc gọi là gì ạ? Vượt quá cả cái sức chịu đựng của mình để có thể chiến thắng được dịch bệnh, để chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân đang mắc Covid đúng không ạ? Và cuối cùng tất cả nhằm tới một cái mục đích là để chiến thắng dịch bệnh. Tại sao ở trong cái bài này chị lại lựa chọn cái việc là chị đưa liên tiếp ra những cái dẫn chứng như vậy mà không làm theo cái cách mà chị vẫn thường làm, là đưa ra một dẫn chứng sau đó thì phân tích? Bởi vì chị cảm thấy rằng là nếu như mà chỉ dùng hình ảnh của một người để chứng minh cho cái điều đấy thì có lẽ là sẽ không đủ sức thuyết phục. Mà đặc biệt là ở trong thời điểm hiện tại, cái dịch Covid đang diễn ra với cái tốc độ khủng khiếp đúng không ạ? Rất là nhiều người đang phải dùng gì ạ? Có rất là nhiều người đang mỗi người góp một cái phần sức nhỏ của mình vào trong cái công cuộc chống lại dịch này. Và bản thân chị nghĩ rằng đối với chị, đối với bản thân của các em nữa, thì tất cả họ đều là những người anh hùng. Ở đây chị đã lựa chọn các cái dẫn chứng theo một cách khá là thông minh. Đó là chị lựa chọn trước tiên là hình ảnh của một em nhỏ, tiếp theo là chiến sĩ công an, tiếp theo là những chú bộ đội, và cuối cùng là bác sĩ, từ hậu phương cho tới tiền tuyến. Đúng không ạ? Tất cả đều đang góp cái sức của mình và họ, tất cả họ đều là những người anh hùng giữa cuộc sống đời thường. Ok chưa nào? Tất cả họ đều là những người anh hùng trong cuộc sống đời thường. Và sau đó thì chúng ta sẽ kết luận và đưa ra cái thông điệp thôi. Ok chưa nào? Được không ạ?
À, bạn cũng có thể gì ạ? Bạn cũng có thể trở thành người anh hùng, chứ không phải là riêng một ai khác. Hãy dùng sự can đảm của mình, hãy dùng gì ạ, lòng dũng cảm của mình, và hãy dùng cái sự nhân hậu của mình để có thể mang tới cho người khác, đúng không? Mang tới cho cá nhân, mang tới cho mọi người, cho cộng đồng gì đấy, đúng không? Có nghĩa là chỉ cần bạn làm được những việc tốt, và những việc tốt đó có cái sức ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, có cái sức ảnh hưởng tới cộng đồng, thì bạn đã là một người anh hùng ở trong lòng của họ rồi. Ok chưa? Thì các bạn có thể liên hệ cái thông điệp như vậy. Vậy thì thông điệp cái cuối cùng mà chúng ta đưa ra đó là gì nhỉ? À, cái thông điệp cuối cùng mà chúng ta đưa ra là gì? À, đó chính là tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành anh hùng. Được không nào? Và điều chúng ta cần làm là hãy làm. Hãy hành động. Hãy làm những điều tốt đẹp. Đúng không? Cho cuộc đời này. Hay là cho xã hội này. Được không nào? Ví dụ như ở thời điểm hiện tại, bạn ở nhà là bạn đã làm một cái việc tốt rồi. Và bạn lan tỏa cái việc là chúng ta hãy ở nhà đi để chúng ta tự bảo vệ sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của mọi người, thì các bạn đã, được không ạ? Thì các bạn đã làm được một cái điều rất là tốt rồi. Ok chưa? Nhá. Ok chưa? Được không nào? Thì đây là cái đề mà các bạn có thể đây là cái đề mà các bạn có thể tự làm được, bởi vì nó rất là dễ và nó có được gì ạ? Quan trọng là nó dễ và nó có nhiều đất viết, được không ạ? Từng cá nhân, từng việc nhỏ được làm tốt làm nên một cá nhân tốt, từng cá nhân tốt làm nên một cộng đồng lý tưởng. Ok. Hãy làm từ những điều nhỏ nhất, hãy làm tốt từ những việc nhỏ nhất và bạn sẽ trở thành anh hùng. Hãy tin vào điều đó. Ok chưa nào? Nhá. Đây là cái đề mà các bạn có thể giải quyết theo cái hướng mà chị hướng dẫn cho các bạn. Chị nghĩ là các em sẽ còn nhiều hướng viết nữa hay hơn như thế này. Nhưng mà đây là một cái hướng viết đầu tiên mà chị vạch ra cho các bạn, và chị nghĩ là ít nhất là các bạn cũng đã có những cái đường đi rồi. Ok chưa ạ? Nhá. Ít nhất là các bạn cũng đã có một cái đường đi rồi. Được không? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đề cuối cùng, đó chính là cái phần câu 2. Nghị luận văn học đề này rất dễ luôn. Rất dễ. Nếu mà là chị thì chắc chị chỉ xử lý trong khoảng tầm độ 15 đến 20 phút thôi. Còn thời gian viết thì chắc là sẽ rơi vào khoảng 25-30 phút. Được không nào? Nhá. Các bạn nhìn này. Nghị luận văn học. Trước tiên chúng ta nhìn thấy này. Đây là nhân vật mị. Và điều mà các bạn cần làm đó là cái diễn biến tâm trạng của mị trong đêm tình mùa xuân. Dễ ơi là dễ. Rồi mở bài. Nhà văn Tô Hoài đã từng tâm sự: đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, tôi không thể nào quên. Và không biết từ bao giờ mảnh đất miền Tây và con người miền Tây đã trở thành hình thành nét trong những áng văn của Tô Hoài. Có lẽ là vì bản thân của Tô Hoài luôn luôn giữ trong mình một cái mong muốn có thể quay trở lại để trả niềm thương nỗi nhớ cho mảnh đất này. Thế nên tập truyện Tây Bắc đã được Tô Hoài sáng tác và truyện ngắn Vợ chồng A Phủ được coi là linh hồn của tập truyện ngắn này. Để lại ấn tượng nhiều nhất với độc giả là hình ảnh về nhân vật Mị, nhân vật chính của câu chuyện. Và diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị là điều mà khán giả cái gì ạ? À, là điều mà để lại ấn tượng ở trong lòng của độc giả, đặc biệt là vào đêm tình mùa xuân. Ok chưa? Nhá, ví dụ là như vậy. Ok chưa? Các bạn có thể xử lý, có rất là nhiều cách để mở, được không ạ? Đấy là chị chỉ định hướng cho các bạn một cách đơn giản là như thế thôi. Còn tất nhiên là trong cái phần mà các bạn làm thì các bạn sẽ còn phải đẽo gọt nhiều thứ. Ok chưa ạ? Rồi phần mà mở bài, thân bài. Các bạn làm luận điểm một tác giả tác phẩm nhé. Phần này chị sẽ không hướng dẫn nữa, quá dễ rồi. Phần thứ hai này chính là chúng ta sẽ làm phân tích. Trước tiên là đây là dạng đề phân tích rồi. Phân tích ở đây lại còn dễ một cái là chỉ đơn thuần là phân tích thôi nhé.
Rõ ràng là chỉ là phân tích thôi chứ không có suy ra một cái gì hết. Đúng không? Không có yếu tố suy ra nâng cao. Nên là các bạn sẽ, nói chung là các bạn sẽ rất là thản nhiên khi làm cái đề này, bởi vì nó đơn giản nhá. Rồi các bạn nhìn này, ở trong phần phân tích này nhá, thì chúng ta sẽ thấy trước tiên chúng ta phải giới thiệu về nhân vật bị đã, như chị đã nói rồi đấy. Đúng không? Giới thiệu nhân vật bị này, về lai lịch ngoại hình, ok chưa? Về cuộc đời, hoàn cảnh, số phận đấy. Tiếp theo này, chúng ta sẽ nói về nhân vật bị trước khi làm dâu trong nhà thống lý, ok chưa nào? Và sau khi làm dâu nhà thống lý. Ok chưa? Sau khi làm dâu nhà thống lý ấy, thì như thế nào nhỉ? Trước tiên này, về nhà thống lý một tháng liền mà đêm nào Mị cũng khóc. Đúng không ạ? Mị còn định lấy lá ăn lá ngón, cầm lá ngón về gì nhỉ? Xin cha cho đi chết. Nhưng mà sau đó thì vì thương cha nên đã quay trở lại cái cuộc sống tủ túng đó. Và đây, cuộc sống ở nhà thống lý bị chà đạp như trâu như ngựa. Cái phần này, tất cả những phần này các bạn đều phải làm cho chị. Nhưng phần này chỉ là cái phần khái quát thôi. Ok chưa? Còn trọng tâm của chúng mình này, trọng tâm là các bạn phải viết vào cái này. Trọng tâm là các bạn phải viết vào nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân. Ok chưa? Trọng tâm là cái này, trong đêm tình mùa xuân. Được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích theo cái tiến trình, cái cảm xúc của nhân vật Bị. Nhưng mà bản thân chị thì chị sẽ phân tích theo những cái sau. Có những tác nhân tác động đến nhân vật Bị này. Trước tiên là mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Song song với đó là tôi có cái tiến trình trong cái cảm xúc của nhân vật Bị. Đúng không ạ? Như thế nào nhỉ? Ban đầu thì thờ ơ, nhưng về sau thì đã có sự chuyển biến này. Chuyển biến này. Nhưng sau đó thì lại quay trở về với cuộc sống thân châu ngựa. Nhưng điều mà các bạn cần phải suy ra khi làm cái này xong cho chị, đó chính là sức sống tiềm tàng. Ok chưa? Bài này không cụ thể hỏi về sức sống tiềm tàng, nhưng sau khi mà phân tích xong ấy, thì các bạn phải rút ra được cái sức sống tiềm tàng cho chị. Được không nào? Sau đó thì các bạn sẽ làm luận điểm 3, khái quát về nội dung này và giá trị nghệ thuật. Ok chưa? Sau đó các bạn kết bài thôi. Chị nghĩ là cái bài này là cái bài quá dễ luôn ấy. Không có một cái đề nào mà dễ hơn cái đề này được. Chị cam đoan là như vậy. Mà các em mà không làm được thì chị cũng xin vái lợi, xin quỳ luôn đấy, xin chịu luôn đấy. Để có thể làm tốt được những cái câu này, các bạn có thể tham khảo bộ sổ tay văn học của chị, hoặc là tuyển tập 40 bài văn. Nhưng mà chị nghĩ là các bạn nên tham khảo cái bộ sổ tay văn học trước, trước khi mua tuyển tập. Bởi vì trong bộ sổ tay văn học nó đủ tất cả mọi thứ để cho các bạn học luôn. Được không nào? Thế nên là có tất cả những cái thứ mà các bạn cần, cách mở bài này, cách triển khai này, liên hệ mở rộng này, nói chung cái gì cũng có trong đấy hết. Nên là chị nghĩ là các bạn nên tham khảo cái bộ sổ tay văn học của chị trước. Ok chưa ạ? Đây em ơi, không phải là tóm tắt chuyện em ạ. Không phải là tóm tắt chuyện, mà đây là cái phần chúng ta khái quát về cái nhân vật đấy trước khi mà chúng ta phân tích cái diễn biến trong đêm tình mùa xuân. Tức là ít nhất là chúng ta phải khái quát về nhân vật Mị và cái tiến trình từ khi mà gì ạ? Đêm tình mùa, từ khi mà ở nhà thống lý bá cha cho tới đêm tình mùa xuân là như thế nào. Hiểu chị không? Lấy một cái ví dụ đơn giản là như thế này nhá. Chúng ta có thể viết cái phần thân bài này. Ví dụ: Tô Hoài được biết tới trong nền văn học Việt Nam hiện đại với hình ảnh của một nhà văn mang trong mình cái khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ, với sức viết vô cùng dồi dào. Ngay từ thời thơ bé, Tô Hoài đã gắn với bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc thiếu nhi, với tác phẩm truyện dài Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Sau này khi trưởng thành, lại được thêm một lần nữa gặp lại Tô Hoài ở trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ. Vợ Chồng A Phủ được coi là gì đấy? Là đứa con tinh thần, là thành quả đẹp của Tô Hoài sau một cái chuyến đi thực tế dài 8 tháng cùng với bộ đội vào giải phóng miền Tây Bắc. Xây dựng gì ạ? À, vào giải phóng miền Tây Bắc. Thời gian sống ở đây, sinh hoạt cùng với đồng bào các dân tộc đã giúp cho Tô Hoài có được cái gì ạ? À? Có được cái cảm hứng viết. Và sau này khi quay trở lại thì Tô Hoài đã viết cái tác phẩm này đấy. Xong kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Sau đó sau khi mà xong luận điểm 1 xong, các em chuyển sang cái luận điểm 2. Ok chưa nào? Cái luận điểm 2 của chúng ta là cái luận điểm phân tích, thì chúng ta bắt đầu. Mị là nhân vật chính của tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, là một người con gái Hờ Mông xinh đẹp, có tài năng và được nhiều chàng trai theo đuổi. Tô Hoài đã dùng một cái câu văn để đặc tả về về cái, tức là nhiều chàng trai theo đuổi là như thế nào đấy, đúng không? Chúng ta có cái câu mà trai đến đứng nhẵn chân vách cả đầu buồng Mị nằm đấy. Ok chưa?
nhá. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục triển khai cái đấy ra. Tất cả những điều đó hứa hẹn Mị sẽ có được một cuộc sống thật là hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Thế nhưng chỉ vì một món nợ truyền kiếp, một món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại, mà Mị bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một cô con dâu gạt nợ không công cho nhà Thông Ly Pa Cha. Thông Ly Pa Cha là tên địa chủ nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng. Từ ngày cha mẹ Mị mới lấy nhau, Thông Ly Pa đã vay của nhà Thông Ly Pa Cha một nương ngô. Thế rồi món nợ đó năm này qua năm khác đều không trả nổi, cho đến khi mẹ Mị chết đi rồi cũng không trả được. Thông Ly Pa Cha thấy Mị ngày càng lớn khôn và xinh đẹp, đã ngỏ ý nếu như, đấy, kiểu như vậy. Ok chưa? Sau đó thì các bạn sẽ nói về cái cuộc đời của Mị là từ ngày làm dâu ở nhà Thông Ly Pa Cha, đêm nào Mị cũng khóc, nước mắt không lau đi được. Mị đã có ý định cầm lá ngón về để quỳ xuống xin cha đi chết. Thế nhưng trước tình cảnh vì thương cha, Mị đã quyết định quay trở lại với cái cuộc sống lầm lũi của mình. Mị lao động, sống ở nhà Thông Ly Pa Cha, Mị bị chà đạp cả về thể xác, cả về tâm hồn, phải lao động quần quật như con trâu con ngựa, làm việc suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Được không nào? Sau đó thì sao? Cái căn buồng Mị nằm, đấy cũng là một trong những cái mà các bạn cần phải chú ý. Căn buồng Mị nằm kín mít, chỉ có đúng một cái cửa sổ bằng một... chỉ có một cái cửa sổ bằng bàn tay. Mị lúc nào cũng ngồi ở trong đó, nhìn ra ngoài. Trông ra ngoài chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng là mình sẽ ngồi đến đây, ngồi ở đây và trông ra ngoài kia cho đến khi nào đến chết đi thì thôi. Sau đó bắt đầu thì sao ạ? Cuộc sống lầm lũi, Mị sống như một cái bóng, như một con rùa đằng sau gió cửa. Thế nhưng không thể ngờ rằng mùa xuân năm ấy, đêm tình mùa xuân năm ấy lại là một cơ hội để cho sức sống tiềm tàng của cô gái này bộc phát, bung nở. Ví dụ là như vậy. Ok, chợ sau chúng ta sẽ giải thích sức sống tiềm tàng được hiểu là cái gì đấy, và bắt đầu nói về cái diễn biến tâm trạng của Mị ở trong đêm tình mùa xuân. Được không? Nhá. Nói chung chị nghĩ đây là một cái đề dễ. Chỉ cần các bạn nắm được ngữ liệu là các bạn sẽ giải quyết được rất là êm cái câu này. Ok chưa ạ? Một lát nữa các bạn có thể nhắn tin cho fanpage để chúng ta sẽ nhận được cái đáp án cụ thể và chi tiết hơn về cái đề bài này nhá. Còn ngày hôm nay thì chị sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp này của mình ở đây. Ok chưa nào? Cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem cái phần chữa của chị. Chị nghĩ là bài với cái đề bài này mà để các bạn được 8 điểm, 8 cộng thì không khó. Thực sự là như vậy, không khó. Chỉ cần các bạn có một cái lộ trình học hợp lý thôi. Được không? Có cái nhận định nào để sử dụng để kết bài không à? Lần nào nghe chị giảng đoạn này trong lớp online em cũng cảm động. Cảm ơn Quỳnh nhá, cảm ơn em. Ok, cảm ơn Phương Anh, cảm ơn các bạn. Chị cũng hy vọng là sẽ được gặp các em ở trong cái lớp online của chị vào tháng 4 này. Bởi vì tháng 4 chị có khai giảng một lớp online. Chị mong là các bạn sẽ gọi là nếu như mà chưa có một cái lộ trình học tốt thì các bạn có thể nhắn tin cho chị để hỏi thêm về cái khóa học online này, vì chị nghĩ là chị có thể giảng kỹ càng hơn với các bạn rất là nhiều trong cái khóa học online, vì chúng mình có nhiều thời gian với nhau hơn. Ok chưa? Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm tài liệu của chị nữa. Với bài này thì để được 8 cộng không khó, chỉ cần các bạn chăm chỉ và có một lộ trình hợp lý thôi. Được không nào? Rồi, ngày hôm nay rất cảm ơn gần 1.000 bạn đã xem cái phần phát trực tiếp này của chị. Ok, chị sẽ không xóa video đâu. Để cho các bạn có thể xem lại chứ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm ơn các em vì đã quan tâm tới phần chữa đề của chị. Và nếu như mà để nhận được cái bản đáp án ấy, thì các em nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Yên để nhận được cái đáp án nhá. Đáp án của đề minh họa nhá. Ok, rồi, cảm ơn các em. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye. Ok.